Đây là những trường hợp vi phạm được cơ quan chức năng phát hiện vào tháng 9 năm 2022 khi 79 căn biệt thự đã được xây dựng hoàn thiện trên diện tích 18,9 ha ở ấp Đường Đào, xã Dương Tơ. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc đã thi hành lệnh cưỡng chế buộc khôi phục nguyên trạng ban đầu và trả lại diện tích đất lấn chiếm đối với các trường hợp vi phạm bao gồm ông Phạm Văn Đàm với diện tích 469,1 m2, bà Danh Thị Hồng Nga, diện tích là 1996,4 m2. Ông Trần Văn Quyền diện tích là 482,9 m2 và ông Phạm Hào Quang với diện tích là 499,1 m2. Tất cả những trường hợp này đều thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. 5 căn không xác định được chủ thể vi phạm diện tích là 487,2 m2, 476,4 m2, 475,2 m2. 2.702 m2 và 2.618 m2. Ngoài ra, Ủy ban dân thành phố Phú quốc, quốc còn phá rỡ hai con đường bê tông xây dựng trái phép. Theo phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú quốc, quốc cho biết, khu vực 79 căn biệt thự có tổng số 65 trường hợp vi phạm gồm 79 căn nhà, trong đó đã lập biên bản vi phạm hành chính 64 trường hợp về hành vi lấn chiếm đất 65 căn nhà. Một trường hợp lập biên bản vi phạm hành chính là ông Trần Văn Thọ gồm 14 căn nhà. Đến thời điểm này, thành phố Phú Quốc, Quốc đã cưỡng chế và di rời 54 trên 79 căn biệt thự xây trái phép trên đất rừng.